Như sáng hôm nay chúng ta sẽ học về ông Joseph và nói đến Joseph. Nhưng mà dường như chúng ta xem cái việc mà ông Joseph được nhắc tới đó, nó không quan trọng bằng những vị kia. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này. Có một điều đặc biệt là nếu chúng ta để tâm suy nghĩ về ông Joseph, chúng ta nói đến ông với cái vai trò, với cái sứ mạng, với cái việc làm của Joseph, thì chúng ta sẽ nhận thấy ông Joseph, ông đã đóng góp hay là dự phần vào cái chương trình cứu rỗi của Chúa rất là nhiều. Có thể nói rằng Joseph đã bỏ ra nhiều công lao để mà hầu việc Chúa, dự phần vào công việc Chúa. Nói một cách khác là ông Joseph được Đức Chúa Trời sử dụng, được dùng vào công việc của Ngài một cách lạ lùng. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về ông Joseph thì chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh ghi lại ông như là một người làm gương cho chúng ta về sự vâng phục, vâng theo lời Chúa. Vâng theo lời Chúa hay là vâng phục á, nó đòi hỏi con người chúng ta, thứ nhất là phải có sự tin cậy, thứ nhì á, có một cái tấm lòng hạ mình khiêm nhường, và nhất cử nhất động thải đều phải là vâng theo cái điều mà mình nhận được, cái điều mà mình đang có để làm theo. Và chính vì vậy cho nên cái sự vâng phục đó nó khó khăn đối với con người chúng ta lắm. Có thể có những sự vâng phục mà chúng ta thấy là dễ dàng vâng phục, là vì cớ nó không có thiệt hại đến quyền lợi của mình, nó không có làm ảnh hưởng đến cái gì thanh danh của mình, thì vâng lời vâng phục rất là dễ. Nhưng mà ngược lại, nếu điều đó mà nó gây tổn hại cho thanh danh chúng ta, cho địa vị chúng ta, cho cái gì của chúng ta đó, nó có thể làm mất mặt chúng ta đó, mất sĩ diện chúng ta, thì khó mà vâng phục lắm, phải không quý vị? Cho nên sáng hôm nay chúng ta sẽ học về cái đời sống của ông Joseph trong cái sự vâng phục, với cái đề tài là Joseph người vâng phục. Dĩ nhiên đây là vâng phục Chúa. Chúng ta thử xem coi ông Joseph, ông đã vâng phục Đức Chúa Trời như thế nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói đến cái vai trò của ông Joseph trong cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cái vai trò ông đó là gì? Chúng ta mọi người có thể hiểu được mỗi đời sống của con người chúng ta dù như thế nào. Chúng ta có thể có một cái địa vị cao trong xã hội, hoặc là chúng ta không có điều gì cao trọng trong xã hội, chúng ta là con người bình thường thôi. Hay là chúng ta có thể nói một cách vui vui rằng chúng ta chỉ là phó tín đồ hay là phó thường dân thôi. Thì tôi xin thưa với quý vị, dù cho chúng ta thấp hèn như mức độ nào thì Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn có cái mục đích trên đời sống của chúng ta, vẫn có đặt để chúng ta một cái vai trò ở trong cái cuộc sống trên thế giới này. Joseph đã được Đức Chúa Trời giao cho một cái nhiệm vụ rất đặc biệt. Cái vai trò của ông đó là gì? Thứ nhất, đó là ông bảo vệ hài nhi thánh Giê-xu, bảo vệ cứu Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở trong cái bào thai. Đó là một cái nhiệm vụ rất đặc biệt, cái vai trò đó nặng nề. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 câu 21 cho chúng ta thấy là khi Chúa Giê-xu trở thành, hình thành một cái bào thai ở trong người của Mary đó, thì đã làm cho ông Joseph phải suy nghĩ. Và Kinh Thánh nói rằng là đang khi ông suy nghĩ, ngẫm nghĩ về cái việc đó, thì thiên sứ của Chúa hiện đến phán cùng hay là nói cùng với ông Joseph rằng: "Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh." Thưa quý hội thánh, Joseph được Đức Chúa Trời giao cho cái việc đó, người chớ ngại lấy Mary mà làm vợ. Và đó là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời đặt ra và giao cái nhiệm vụ cho ông Joseph,
Và cái vai trò của ông là gì? Là phải bảo vệ Mary, phải lấy Mary làm vợ. Để nếu không, xã hội Do Thái lúc bấy giờ quy định rằng một người nữ mà mới hứa gả thôi, chưa thành hôn mà có thai á, thì có hai cái luật quy định cho cái người nữ đó. Thứ nhất là người chồng hứa của cái cô đó phải đem ra tố cáo cho cái xóm làng, và xóm làng người dân sẽ ném đá cho cô đó cho đến chết. Và cái luật thứ hai thì nhân đạo hơn, đó là nếu người chồng hứa đó mà là người có nghĩa đó, có lòng yêu thương đó, quý mến cô đó, thôi chuyện cũ không có nhắc tới, hay cái chuyện đó không cần biết, thôi đem giấu đi, đem tránh đi, đừng có để cho không có tố cáo thì không có một cái vụ xử ném đá. Thì ông Joseph ông đang suy nghĩ là bây giờ là mình có nên tố cáo cái cô Mary này không, hay là bây giờ mình đang làm cái gì. Cho nên Kinh Thánh nói rằng ông toan đem để nhẹm, nhẹm tức là đem giấu kín, đem ém nhẹm. Thì ông đang suy nghĩ về điều đó thì Chúa hiện đến và nói với ông: thưa quý hội thánh, và chúng ta đọc những cái điều đó chúng ta thấy đối với Joseph thì dễ quá phải không quý vị? Hay là đối với chúng ta thì nếu chúng ta đặt trường hợp chúng ta là Joseph thì chúng ta cũng thấy dễ quá phải không? Nhưng không phải đâu, không có đơn giản như vậy. Chúng ta thử suy nghĩ cái nếu mình là Joseph, nếu chúng ta là Joseph chúng ta sẽ xử sự như thế nào? Khó lắm phải không quý vị? Điều thứ hai là vai trò của Joseph là gì? Là ông được Chúa giao cho cái nhiệm vụ là chẳng những bảo vệ hài nhi thánh Chúa Giêsu được an toàn, mà ông phải chăm sóc, nuôi dưỡng Chúa Giêsu từ khi còn nhỏ, sanh ra, và ông phải có nhiệm vụ là chăm sóc, nuôi nấng, thậm chí còn dùng cái từ gọi là dạy dỗ nữa. Hay là nếu nói nhẹ hơn và chính xác hơn là ông còn dạy nghề cho Chúa Giêsu nữa. Đã, vì Joseph là người thợ mộc, cho nên Chúa Giêsu được sanh ra trong một gia đình của người làm mộc, làm nghề thợ mộc, cho nên Chúa lớn lên trong cái ngành nghề đó. Và cho thưa hội thánh cho chúng ta biết, ông Joseph ông đã nhận một cái nhiệm vụ đó, cái vai trò của ông là phải chăm sóc, nuôi nấng, hướng dẫn hài nhi thánh Giêsu lớn lên từ tuổi nhỏ đến trưởng thành. Chúng ta đừng quên Luca ghi lại một cái sự kiện là Chúa Giêsu còn niên thiếu, lúc 12 tuổi. Thì Chúa Giêsu cùng với Joseph và Mary lên đền thờ Jerusalem, từ Nazareth là phía bắc của nước Israel, đi xuống phía nam là thủ đô của nước Israel là Jerusalem. Xa xôi lắm, và họ phải đi ròng rã suốt mấy ngày trời để đến nơi đó để thờ phượng Đức Chúa Trời theo như cái thông lệ của người Do Thái lúc bấy giờ. Thì trong cái việc đó Chúa Giêsu lại ở lại đền thờ, không đi theo cha mẹ tức là Joseph và Mary để về. Thì Joseph và Mary đã quên đi rằng là, hay là nghĩ rằng là đứa trẻ Giêsu này đi theo những người bà con đi về, cho nên họ không quan tâm đến điều đó. Cho đến khi họ đi được một ngày đường rồi, quay qua quay lại không thấy Giêsu đâu hết, họ phải quay trở lại. Thưa quý hội thánh, và Kinh Thánh Luca ghi rất rõ, từ đó Chúa Giêsu đi theo Joseph và Mary về, coi như là sống với cái gia đình này như là một người con hiếu thảo, một người con biết vâng lời. Thân hình ngày càng lớn và trí khôn được càng thêm, đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Đó là nói đến cái quãng đời trưởng thành niên thiếu của Chúa Giêsu như bao nhiêu thanh thiếu niên khác, và như cuộc sống của bao nhiêu người thanh thiếu niên khác của lúc bấy thời xã hội lúc bấy giờ. Cho nên cái vai trò của Joseph chúng ta thấy rất là nặng nề, chăm sóc, nuôi nấng, hướng dẫn Chúa Giêsu. Mặc dù đối với chúng ta ngày hôm nay Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, chúng ta rất tôn kính, chúng ta rất cảm phục, chúng ta rất dễ mà nghĩ rằng là Chúa là đấng quyền năng,
Và có lẽ không cần đến sự chăm sóc, không cần đến sự dạy dỗ của Joseph, phải không quý vị? Nhưng không phải. Trên thực tế, chúng ta nghĩ thực tế một chút thì chúng ta sẽ thấy vai trò của Joseph bất nặng. Và tôi sáng hôm nay xin hỏi quý ông, quý ông có muốn nhận cái nhiệm vụ làm vai trò của Joseph không? Chúng ta đã đảm nhận một vai trò của Joseph ở trong gia đình của chúng ta đó quý vị. Chúng ta phải nuôi dưỡng con cái của chúng ta để nó trở thành những người tin nhận Chúa Giê-xu. Và khi người tin nhận Chúa Giê-xu có nghĩa là đây là Giê-xu còn nhỏ, Giê-xu này cũng ở trong gia đình chúng ta, mang hình ảnh của Chúa Giê-xu trưởng thành lớn lên và nhận được sự cứu rỗi của Chúa qua cái sự tin kính, tin Chúa Giê-xu. Cho nên vai trò của Joseph là chính chúng ta. Chúng ta là những Joseph mà Chúa giao cho chúng ta. Tôi không biết là có một cái điều gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ở trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa qua cuộc đời của hai vị Joseph. Quý vị nhắc cho tôi biết, Joseph Tân Ước và trong Cựu Ước có một Joseph, đó là ai? Dạ, con của Jacob. Joseph con của Jacob, con của bà Rachel, người vợ yêu dấu của Jacob. Thì chúng ta thấy, không biết ý muốn Đức Chúa Trời bày tỏ trong hai cái cơ cuộc đời của hai người có cái tên giống nhau là Joseph này như thế nào. Nhưng mà cả hai cuộc đời này rất đặc biệt và rất giống nhau, lại giống nhau nữa. Thứ nhất là họ có tên giống nhau, phải không quý vị? Cựu Ước là Joseph, Tân Ước cũng có Joseph, hai người có tên giống nhau. Rồi hai người cũng đều có giấc chiêm bao. Joseph được mệnh danh là cái thằng chiêm bao, Joseph Cựu Ước đó, là chuyên môn nằm chiêm bao và kể chuyện chiêm bao cho anh em của mình nghe và giải nghĩa điềm chiêm bao, đến nỗi mà bởi cái giải nghĩa điềm chiêm bao đó mà ông trở thành tể tướng của Ai Cập, phải không quý vị? Đó, thì Joseph nằm chiêm bao. Và quý vị thấy ông Joseph này có nằm chiêm bao không? Nằm chiêm bao quá nhiều, ít nhất cũng 4 lần chiêm bao trong cái sự kiện này. Đó, quý vị thấy hai ông Joseph này giống nhau, giống nhau. Rồi còn giống nhau cái gì nữa? Joseph trong thời Cựu Ước thì đi xuống Ai Cập, bị bán xuống Ai Cập. Còn Joseph này có xuống Ai Cập không quý vị? Có. Joseph này được lệnh của Chúa bồng ẵm con trẻ và dẫn dắt mẹ của Chúa, tức là bà Mary, đem gia đình này vượt biên đi xuống Ai Cập để mà lánh nạn. Đó, chúng ta thấy hai cuộc đời của Joseph này giống nhau. Joseph Cựu Ước là xuống Ai Cập để bảo tồn mạng sống cho gia đình của ông, gia đình của Jacob, tức là cha mẹ của ông và anh em của ông, tức là bảo vệ cái dòng dõi Israel tuyển dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn. Đức Chúa Trời khiến cho Joseph đi xuống đó để mà bảo vệ. Và chính Joseph đó, ông biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi ông gặp lại các anh của mình, ông nói một lời rất cảm động: Đức Chúa Trời đã đưa tôi đến đây để mà bảo vệ gia đình, bảo vệ các anh. Và chúng ta cũng biết Joseph thời Tân Ước, tức là ông Joseph mà chúng ta học ở đây đó, thì ông cũng được một cái điều đó. Ông, nhiệm vụ của ông là bảo vệ hài nhi thánh Giê-xu đi xuống Ai Cập để mà từ Chúa Giê-xu sẽ sanh ra một dòng dõi dân Israel thuộc linh. Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta gọi Chúa Giê-xu là cha chúng ta, là chúng ta thuộc dòng dõi dân thánh của Chúa. Cho nên ý muốn của Đức Chúa Trời tỏ ra trên đời sống của hai ông Joseph này lạ lùng lắm, giống nhau. Mặc dầu sống ở thời đại khác nhau, thời Cựu Ước xa xăm kia và cái thời Tân Ước Chúa Giê-xu bắt đầu. Và thưa quý hội thánh, cả hai ông Joseph này đều dự phần vào chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mặc dầu Joseph thời Cựu Ước là một tể tướng, một người rất là oai phong lẫm liệt, còn Joseph thời Tân Ước chỉ là một người thợ mộc tầm thường, bình dị,
thậm chí dường như là ít được nói tới. Khi Chúa Giê-xu đi rao giảng tin lành thì ông Giô-sép này không được đề cập tới. Rồi khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, ông Giô-sép này cũng không được nói tới. Và thậm chí người ta nói như thế này, có lẽ ông Giô-sép đã qua đời rồi. Lúc bây giờ khi Chúa Giê-xu trưởng thành 33 tuổi thì Giô-sép không còn nữa. Người ta đoán chừng như vậy. Cho nên chúng ta thấy một hai cuộc đời giống nhau, nhưng mà dù ở địa vị khác nhau, dù ở trong một cái vị trí của xã hội khác nhau, nhưng mà họ đều được dự phần vào trong chương trình cứu chuộc của Chúa. Họ có những vai trò đặc biệt bởi ý muốn của Đức Chúa Trời đặt để họ ở trong đó. Cho nên phước hạnh của những người mà vâng lời Chúa và biết được nhiệm vụ của Chúa giao cho, sứ mạng của Chúa đặt để, thì thật là phước hạnh vô cùng. Bảo vệ Mary khi có thai, rồi chăm sóc nuôi nấng hài nhi Giê-xu cho đến khi trưởng thành, đó là sứ mạng của Giô-sép. Đó là cái công tác mà ông dự phần vào trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Bây giờ chúng ta xem coi là ông nhận lãnh cái sứ mạng đó như thế nào. Chúng ta đã nói về cái vai trò của ông đó, ông góp phần vào trong chương trình của Chúa. Bây giờ ông nhận lãnh sứ mạng như thế nào? Giô-sép đã nhận lãnh sứ mạng của Chúa giao, trước hết đó là trong giấc chiêm bao. Lạ lùng làm sao, Giô-sép là một người mà có thể nói khác hết bao nhiêu người ở trên cái thế gian này. Là khi đón nhận cái sứ mạng, cái mission mà ở cấp trên giao cho đó, thì ông lại nhận trong giấc chiêm bao. Quý vị nhận công việc làm của cấp trên giao cho là có khi được giao cho trong chiêm bao không? Chắc không. Chúng ta đi làm ở công ty xí nghiệp gì đó, chúng ta nhận được một cái việc làm mà biểu chúng ta làm công tác này công tác kia, chắc chắn là không bao giờ ở trong chiêm bao hết. Giô-sép được Đức Chúa Trời giao cho một cái nhiệm vụ là trong giấc chiêm bao. Lạ lùng quá. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời có những cách để giao sứ mạng cho các đầy tớ của Chúa hoặc là các con cái yêu dấu của Chúa để thực hiện cái chương trình của Chúa, công việc của Chúa. Không phải hoàn toàn là nằm chiêm bao. Chúng ta lưu ý cái đó. Thí dụ như Abraham được giao cho sứ mạng là Chúa hiện ra với ông trong ban ngày ban mặt, trong buổi giữa trưa chẳng hạn, và ông nhìn thấy thiên sứ hiện ra. Chẳng hạn như mẹ của Samson chẳng hạn, bà ao ước có đứa con và bà đang làm việc ngoài đồng, và thiên sứ hiện ra với bà, không phải chiêm bao, hiện ra và nói. Và hơn nữa, cái gần nhất là trong câu chuyện về Chúa Giáng sinh, tiên tri thầy tế lễ Sachari và bà Elizabeth đã già rồi không có con, thì Chúa cũng hiện ra ở trong đền thờ khi Sachari vào dân tế lễ, và thiên sứ hiện ra nói rằng vợ ngươi sẽ được sanh một con trai, sẽ chịu thai. Và thưa quý vị, cho nên cái sự kiện mà Chúa hiện ra giao sứ mạng đó thì không có phải chỉ là chiêm bao. Nhưng mà đối với ông Giô-sép này á, thì ông lại được giao cho sứ mạng trong giấc chiêm bao. Thưa hội thánh, khi nói đến chiêm bao á, thì chúng ta thường cho rằng chiêm bao là một cái điều mộng ảo, là một cái giấc mộng hão huyền, không thực tế. Nếu mà mình tin vào cái chiêm bao thì nó mê tín, thấy không quý vị? Mê tín dị đoan chẳng hạn. Tôi không biết quý ông, quý bà, quý anh em, chị em một đêm nằm được chiêm bao mấy lần. Nhưng mà nhà tôi á, nằm chiêm bao nhiều lần, bao nhiêu tôi cũng biết hết á. Bởi vì bà có cái chiêm bao lúc nào bà cũng mớ, bà cũng nói. Và thậm chí á, bà nằm chiêm bao, tôi biết bà nằm chiêm bao về cái gì nữa. Tại sao vậy? Tại vì nghe bà hát hallelujah, là kính khen Giê-xu gì đó, là tôi biết là bà tàn nhóm rồi đó. Nhà tôi thì giống ông gia của tôi. Ông gia của tôi đi dự hội đồng mục sư truyền đạo đó, ông ngủ á, ông hát đến nỗi mà mấy ông mục sư kia đều biết hết á. Biết ông mục sư Nguyễn Văn Thiệt này là hát rất là giỏi, rất là hay, mà đi ban đêm cũng hát nữa, và ngủ cũng hát nữa.
Thưa quý hội thánh, chúng ta thấy đó, rồi sáng nhà tôi thức dậy, nhà tôi kể, hồi tối em nằm chim bao, em thấy cái này thấy cái kia. Tôi nói, tôi coi như là nghe bà kể để kể thôi, chứ coi tôi không có đoán mộng, tôi không có giải điềm giống như Joseph được. Đó, thì thôi coi như cái chuyện đó mình coi như là rất là bình thường, hay là rất là thường, không có gì đáng chú ý. Nhưng mà thưa quý vị, đối với ông Joseph, ông nằm chiêm bao không giống như chúng ta nằm chiêm bao, phải không quý vị? Nếu mà ông cứ nghĩ giống như chúng ta thì chắc là ông không có vâng theo lời Chúa được, và cũng ông cũng không làm theo điều mà Chúa dạy đâu. Tôi suy nghĩ chẳng hạn như ông Joseph, ông nói rằng Joseph trong giấc chiêm bao thấy thiên sứ hiện ra phán hỏi Joseph con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ đó. Thì ông thức dậy ông nói rằng ô chiêm bao là cái chuyện mình không tin, không cần thiết, cái đó là giấc mơ, giấc mộng mà hảo quyền, nghe theo lời làm chi, phải không? Rồi ông không làm, phải không quý vị? Thì chúng ta thấy cái chuyện nó sẽ khác đi. Dạ, khác đi. Nhưng mà vì có Joseph là một người tin kính, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và Kinh Thánh cũng gọi Joseph là người có nghĩa, có nghĩa là có một cái tấm lòng và tốt đối với người khác. Và chính vì vậy cho nên khi ông nhìn thấy thiên sứ hiện ra trong cái chiêm bao thì ông tin tưởng và biết chắc rằng đây là sứ mạng mà Chúa giao cho mình. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước cho đến Tân Ước thì chúng ta sẽ thấy những con người gần gũi với Đức Chúa Trời, những đầy tớ hay là con cái Chúa mà tiếp xúc thường với Đức Chúa Trời thì Chúa phán dạy họ, và họ rất bén nhạy để mà biết đó là ý muốn của Chúa. Họ rất bén nhạy mà họ không có nghĩ một cách rất là bình thường là ô cái chuyện đó mộng mị, mà đó là cái điều đó là tại vì mình suy nghĩ nhiều quá cho nên nó mới sản sinh ra cái điều đó. Không, những đầy tớ của Đức Chúa Trời gần gũi với Chúa, những người đầy dẫy Đức Thánh Linh, những người thường xuyên có một cái gọi là cái liên lạc với Chúa đó, thì Chúa sẽ tỏ bài ra, dù là trong giấc chiêm bao Chúa cho biết nhìn thấy. Chẳng hạn như chúng ta biết sứ đồ Phaolô, khi ông còn đứng ở bên vùng Á Châu này và ông muốn truyền giảng tin lành cho cái vùng Á Châu thôi, ông chưa hề đặt chân đến vùng Âu Châu, thì ông đến nơi Troas, tại đó ông đã có giấc chiêm bao, ông thấy một người Macedon, một người Macedon là người Âu Châu, đại diện cho Âu Châu bây giờ, là hiện ra trong giấc chiêm bao và kêu gọi ông đem tin lành đến đó. Và chính vì đó, bởi cái giấc chiêm bao đó mà Phaolô và đoàn truyền giáo mới đi xuống tàu, đi xuống biển, đi từ Á Châu đi qua Âu Châu để truyền giảng tin lành. Thưa quý hội thánh, một đầy tớ của Chúa, một con cái của Chúa có mối dây liên lạc một cách thông suốt với Chúa thì sẽ biết được ý muốn Chúa dù là chiêm bao. Dĩ nhiên nếu Chúa hiện ra thật sự phán với người đó thì càng dễ dàng tin cậy hơn. Nhưng mà chiêm bao là một điều dù khó tin, khó chấp nhận, nhưng mà một người yêu mến Chúa, biết Chúa thì người đó sẽ thấy được ý muốn của Chúa. Cho nên sứ mạng của ông Joseph nhận lãnh đó, dù là giấc chiêm bao nhưng mà ông tin cậy. Chúng ta thử xem có ông nằm chiêm bao mấy lần và Chúa mấy lần đó giao sứ mạng. Chúng ta mở Kinh Thánh Ma-thi-ơ chỉ đoạn 1, đoạn 2 thôi, chúng ta thấy được là trong đoạn 1 thì câu thứ 20 thì chúng ta thấy Joseph đã nằm chiêm bao và được Chúa giao sứ mạng là chớ ngại lấy Mary mà làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Và khi ông nhận được cái điều đó thì ông đem Mary về để mà gìn giữ Mary và không ăn ở cho đến khi người sanh một con trai thì đặt tên là Giê-xu. Đó là cái sứ mạng của ông Joseph. Thứ nhất, lần thứ hai chúng ta xem ở trong đoạn 2 câu thứ 13. Đoạn 2 câu thứ 13 thì khi mà những nhà thông thái, những thầy bác sĩ này họ đến và họ thờ lại con trẻ xong rồi đó, thì Joseph trong giấc chiêm bao được thấy thiên sứ của Chúa hiện ra và nói rằng hãy chờ dậy
đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ai Cập rồi cứ ở đó cho đến chừng ta mách bảo ngươi và vua Herod sẽ kiếm con trẻ mà giết thì sẽ trở về. Xong việc đó rồi mới trở về. Đó là cái sứ mạng thứ hai. Cái thứ ba cũng rất chiêm bao. Trong đoạn 2 câu thứ 19 chúng ta thấy, sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao tại nước Egypto. Đó quý vị thấy, ở dù ở đất nước nào thiên sứ đi đến đó không cần phải xin passport, không cần phải xin visa nhập cảnh gì hết. Thiên sứ hiện ra là đến thôi. Thì ông Joseph, ông thấy thiên sứ trong giấc chiêm bao. Đó là cái sứ mạng thứ ba, là đem con trẻ về. Và Kinh Thánh nói rằng Joseph bèn chờ dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Rồi lần thứ tư là gì? Chúng ta xem phần cuối của đoạn 2 này. Thì khi mà đưa con trẻ Giê-xu và Mary về tới nước Israel, thì Joseph không dám đi vào xứ Giu-đê. Cái tỉnh Giu-đê là cái quê hương thật sự của ông. Ông không dám, vì hiện bây giờ có con của vua Herod là Archelau. Ông vua này nghe nói còn ác độc hơn cha của mình nữa. Cho nên Joseph sợ. Và cũng bởi giấc chiêm bao Chúa phán, cho nên ông phải đưa Mary và Chúa Giê-xu đi tận lên tới miền Bắc, phía Bắc của Israel. Và phía đó nó, ngày hôm nay thì nó gần nước Syria mà đang dầu sôi lửa bỏng, chúng ta biết đó. Thì ở nơi đó gọi là, cái vùng đó gọi là Nazareth. Quý vị thấy ngày xưa đi bộ người ta đi rất là xa, đi rất là nhiều, mà đi xa xôi lắm. Nước Ai Cập là nằm ở tận phía nam, phía bắc châu Phi, tận phía nam của nước Israel. Nếu chúng ta xem bản đồ, từ Ai Cập á, mà đi lên Israel á, lại phải đi qua bán đảo Sinai. Bán đảo Sinai là cái bán đảo mà chiếc máy bay Nga nó bị bắn rớt đó quý vị, nó rớt ra đó. Và phải đi lên phía bắc tận, từ phía nam ở xứ Giu-đê là Jerusalem, phải đi lên nữa là xứ Galilee là phía bắc. Cho nên chúng ta thấy Joseph nhận được một cái sứ mạng Chúa giao cho không phải đơn giản, không phải là tầm thường, rất là quan trọng đó. Và Joseph nhận được sứ mạng của Chúa một cách lạ lùng là chỉ trong giấc chiêm bao thôi. Thì qua đó chúng ta mới thấy ông nhận lãnh sứ mạng với tất cả tấm lòng tin cậy. Tin cậy vào lời Chúa qua vị thiên sứ. Kinh Thánh luôn luôn dùng hình ảnh ở đây là thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong giấc chiêm bao. Mặc dầu chúng ta đọc thấy chữ thiên sứ của Chúa, nhưng mà không hẳn đó là một thiên sứ. Đó chính là Đức Chúa Trời hiện ra bằng một hình ảnh của một vị thiên sứ. Và Chúa phán với Joseph. Chiêm bao thấy thiên sứ phán, thấy được lời Chúa phán với mình là một chuyện. Còn thức dậy là tin cậy cái điều đó, thức dậy để thực hiện cái điều đó, điều mà thiên sứ phán, đó là một chuyện khác nữa. Phải không quý vị? Chúng ta có thể nằm chiêm bao hôm nào đó, quý vị đến nói với tôi, tâm sự với tôi rằng: mục sư ơi, đêm qua tôi nằm chiêm bao, tôi thấy Đức Chúa Trời phán với tôi như thế này, thế này, thế này nè. Thì cái việc đó đó là một chuyện. Còn cái việc mà chính chúng ta được Đức Chúa Trời phán dạy và chúng ta làm theo như thế nào đó, đó là một chuyện khác. Cho nên đối với ông Joseph, thì nếu ông thức dậy mà ông chỉ coi đó là một giấc chiêm bao bình thường, ông không tin đó là Chúa phán với mình hay là dạy mình điều gì, ông không làm theo, thì coi như hoàn toàn là một cái chuyện khác. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy Joseph bèn chờ dậy. Cái câu gốc mà chúng ta đọc, chúng ta thấy đó, cái chữ mà Joseph bèn chờ dậy đó, nó nói lên một cái lòng tin cậy của ông. Nó nói lên một cái thái độ quả quyết của ông, chắc chắn và sẽ thực hiện về điều đó. Joseph bèn chờ dậy và đem con trẻ và mẹ ngài đến xứ Ai Cập. Rồi Joseph bèn chờ dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel.
Joseph bèn trở dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đến Nazareth và dạy dỗ, dưỡng dục, nuôi nấng Chúa Giêsu. Thì đó là những hành động của sự tin cậy và vâng phục Chúa hoàn toàn. Trong Cựu Ước có một câu chuyện nói về cái sự tin cậy và sự vâng phục. Quan tổng binh Na-a-man là quan tổng binh xứ Syria, tức là ông này là tổ tiên của người Syria ngày hôm nay đó quý vị, là cái dân tộc mà đang sinh lánh nạn ở Âu Châu và các nước vân vân. Thì ông quan tổng binh Na-a-man này đem quân xuống đánh phá Israel, tại vì đất nước Syria là nằm phía bắc của Israel, và đem quân xuống đánh phá Israel thì bắt một cái cô gái nhỏ đem về để mà làm đầy tớ cho vợ của mình ở trong nhà. Nhưng mà ông quan tổng binh Na-a-man này á, ông là người Syria á, thì ông lại bị bệnh phung, tức là bệnh Hansen, tức là bệnh cùi á, ông bị bệnh phung. Thì đứa đầy tớ gái, ông chữa trị nhiều lắm mà không hết. Thì đứa đầy tớ gái đó là người Israel, là biết Chúa và biết được tiên tri Eli là đầy tớ của Chúa đang hầu việc Chúa ở trong cái xứ của mình là xứ Israel. Thì đứa tớ gái này mách bảo với Na-a-man rằng ở tại xứ Israel đó đó, của chúng tôi đó, có một đầy tớ của Chúa đầy ơn, có thể dạy ông, chỉ dẫn ông để chữa lành bệnh cho ông. Ông quan Na-a-man này tổng binh là coi như là đại tướng bây giờ đó, ông mừng lắm, ông vui lắm, và ông đi đem lễ vật đầy đủ hết, ông đến với tiên tri Elise. Thì tiên tri Elise chỉ nói một lời đơn giản là nói ông đi ra sông Giô-đanh tắm 7 lần đi. Đi ra sông Giô-đanh tắm 7 lần thì sẽ hết bệnh. Ông quan tổng binh này ông bực mình, ông nghe được như vậy ông bực mình lắm. Ông nói rằng ở tại xứ Syria của tôi có con sông còn nước còn chảy đẹp, còn trong lành, còn tốt hơn cái sông Giô-đanh này, giống như cái ao tù. Thật sự chúng ta nếu đi qua xứ Do Thái bây giờ, chúng ta sẽ thấy sông Giô-đanh nó cạn sợ càng, mà nó không có gì gọi là đẹp hết á. Thì ông nói rằng cái sông Giô-đanh này mà biểu tôi xuống tắm thì thôi để tôi về nước tôi có con sông kia còn tốt hơn, tôi tắm còn ngon hơn. Thì thưa quý vị, đứa đầy tớ gái đó nói rằng: thưa quan, bẩm quan, tưởng rằng là đầy tớ của Đức Chúa Trời biểu ông quan làm một cái việc gì quan trọng khó làm, không thể làm được thì quan có thể không làm. Nhưng mà đằng này biểu ông quan đi tắm thì ngày nào ông quan cũng đi tắm hết, xuống sông bơi lội thì cái chuyện đó bình thường, thì quan hãy làm đi. Quan làm đi, làm thử 7 lần có được hay không. Và ông quan Na-a-man này là một đại tướng mà phải nghe lời một cái cháu bé gái nhỏ. Và ông tin nơi lời đó. Và ông đi làm điều đó. Không phải tắm một lần quý vị. Có lẽ ông, nếu tối với tôi mà như vậy tôi cũng bị cám dỗ là tắm lần hai lần thấy chưa có gì hết, chắc không thèm tắm nữa, chắc không bơi lội nữa. Nhưng mà 7 lần, thì Kinh Thánh cho biết rằng chính 7 lần đó, qua 7 lần đó thì ông được lành bệnh. Đây là một bài học cho chúng ta biết sự vâng phục. Sự vâng phục luôn luôn đòi hỏi con người chúng ta có một cái sự gọi là protect, là phản kháng, chống lại. Biểu mình làm, mình không làm. Biểu mình làm, mình sẽ lấy lý do này, lý do kia, cái này, cái chuyện này, vậy, cái chuyện này, cái kia, tôi như thế này mà làm cái thế nọ hay sao, vân vân và vân vân, phải không quý vị? Là đó, ông quan Na-a-man là như thế. Nhưng mà nếu với lòng hạ mình, khiêm nhường và mà nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời, nhận biết được ý muốn Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ dễ dàng mà làm, dù cái việc đó rất khó, dù cái việc đó nghịch lại ý muốn của chúng ta, giống như quan tổng binh Na-a-man. Cho nên sáng hôm nay, Joseph là một người vâng phục. Ông nhận lãnh sứ mạng của Chúa một cách tin cậy, một cách đầy ơn, đầy lòng vâng phục Chúa. Không có nói on đơ gì hết. Ở tiếng Việt của chúng ta dùng tiếng Pháp, không có nói on đơ gì hết, tức là không có phải phân vân, không có phải cái nói cái này cái kia gì cả. Đó. Thì chúng ta thấy Joseph đã dự phần vào chương trình cứu rỗi của Chúa. Bài học ứng dụng sáng hôm nay đó là gì thưa quý hội thánh?
Khi chúng ta học qua đời sống vâng phục con Joseph thì chúng ta sẽ thấy vâng phục Chúa đó là thể hiện cái lòng tin cậy của chúng ta nơi Chúa. Quý ông bà, anh em chị em như tôi, chúng ta đều là những người giống như Joseph. Chúng ta phải có cái sự tin cậy nơi Chúa. Và khi chúng ta vâng phục Chúa đó là chúng ta mới bày tỏ cái lòng tin cậy chúng ta với Chúa. Điều thứ hai, vâng phục Chúa đó là dự phần vào công việc Chúa, quý vị. Dự phần vào cái chương trình của Chúa. Vâng phục Chúa là làm công việc Chúa, là chúng ta thực hiện kế hoạch của Chúa ở trên đất này. Đây là phước hạnh cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta vâng phục Chúa thì chúng ta sẽ dự phần vào công việc Chúa. Ông Joseph vâng phục Chúa cho nên ông dự phần vào công việc Chúa. Tức là ông chịu trách nhiệm hay là nhận lấy sứ mạng là bảo vệ Chúa Giê-xu được sống. Ngay cả bảo vệ Mary cũng được sống nữa. Nếu ông chống lại ý Chúa, ông nói rằng chim bao Chúa biểu tôi làm vậy, tôi không tin, thì Herod sẽ tàn sát con trẻ. Dạ, rồi chúng ta thấy vâng phục Chúa là dự phần công việc Chúa. Quý vị biết cái tiệc cưới tại Cana không? Chúng ta học qua tiệc cưới của Cana rồi. Thì đang khi tiệc cưới vui vẻ như vậy thì hết rượu uống. Thì những người đó mới nói hết rượu rồi, nói Mary, và Mary có lẽ là người bà con ở trong cái tiệc cưới đó. Thì Mary nghe như vậy thì Mary nói, và Chúa Giê-xu cũng lên tiệc, thì Mary nói với Chúa Giê-xu rằng tiệc cưới hết rượu rồi. Thì Chúa Giê-xu nói rằng giờ ta chưa đến, việc đó là việc của ta. Thì nói Chúa Giê-xu dù phán như vậy nhưng không có nghĩa là Ngài không có chương trình của Ngài. Thì Mary biết được ý muốn Chúa Giê-xu. Mary nói như thế nào quý vị? Nếu chúng ta mở Tin Lành Giăng đoạn 2 câu thứ 5, chúng ta sẽ thấy Mary nói một cái lời nói rất hay mà chúng ta học nơi đó. Mary nói sao? Người biểu chi hãy vâng theo cả. Người nha, chứ không có nói Chúa nha. Nếu nói Chúa biểu chi vâng theo cả thì nó khác rồi. Đằng này Chúa Giê-xu chỉ Giê-xu, người Nazareth, con trai của mình về phần xác. Và đối với người trong tiệc cưới Cana đó, Giê-xu là một anh chàng thanh niên thôi, chứ không phải là Chúa gì hết. Tôi xin nhấn mạnh ở chỗ đó để chúng ta mới thấy được cái sự vâng phục có giá trị như thế nào. Thì nói rằng người biểu chi hãy vâng theo cả. Và chúng ta thấy cái sự vâng theo của những người đầy tớ trong cái buổi tiệc cưới đó biểu sao? Lấy chẻ đá đổ nước đầy vô. Tôi mà là một trong những người đầy tớ đó chắc tôi sẽ cự á. Cự như thế nào? Thôi đi bà Mary ơi, thôi đi ông Giê-xu ơi, ông đừng có giỡn. Tiệc cưới này đang thiếu rượu mà ông đổ nước vô bắt người ta uống nước ha. Uống nước trừ rượu, uống nước để trừ cơm ha. Không được. Phải không quý vị? Sẽ không có sự vâng phục, không có sự chống trả, sẽ có sự chống trả, không có sự vâng phục. Nhưng mà Mary nói như vậy, người biểu chi hãy vâng theo cả. Cảm ơn Chúa. Đọc câu chuyện nó thấm thía lắm quý vị. Những người đầy tớ cứ làm, lấy chẻ đá ra lớn nhiều, đổ nước đầy vô, và Chúa phán múc đó, múc nước đó đó đem lên bàn tiệc. Cái sự vâng phục hoàn toàn, một cái sự vâng phục mà không hề cự lại, một cái sự vâng phục mà không hề có ý kiến. Quý vị thấy lạ lùng quá phải không? Mà chính vì vậy mới đem lại niềm vui cho cái buổi tiệc. Buổi sáng hôm nay cho chúng ta thấy chương trình của Chúa là đem niềm vui đến cho mọi người. Chúa Giê-xu Giáng sinh thì đem niềm vui đến cho mọi nhân thế. Chúng ta hãy vâng phục Chúa. Người biểu chi hãy vâng theo cả để đem niềm vui đến cho mọi người. Điều thứ ba, vâng phục Chúa là hoàn thành làm tốt sứ mạng Chúa giao cho quý vị. Khi chúng ta vâng phục Chúa, Chúa giao cho chúng ta sứ mạng là đem Chúa Giê-xu đến với người khác, truyền giảng tin lành cho người khác, đem sự cứu rỗi của Chúa đến trần gian này đã đến rồi, đến cho người khác. Hãy vâng phục đi. Thì sứ mạng của Chúa giao cho chúng ta là như vậy. Hãy đem tin lành giảng ra khắp thế gian này. Hãy giảng tin lành khắp thế gian này. Thưa quý hội thánh, đó là điều mà trong mùa Giáng sinh này, khi chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa, chúng ta hãy vâng theo lời Chúa dạy. Hãy sống theo lời của Chúa dạy. Để rồi qua đời sống của chúng ta
hàng bày tỏ được cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho, đó là vui mừng đến cho nhân loại, đến cho người khác, đó là đem tin lành cứu rỗi đến cho người khác.